của nhà trường, Trung tâm Đào tạo Quốc tế IPDC hân hạnh tổ chức chương trình giao hưởng Beethoven số 4 và liên hoan gặp gỡ cuối năm giữa nhà trường, giảng viên, phụ huynh và sinh viên. Trước tiên, tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện ban quản trị, ban giám hiệu nhà trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Trân trọng giới thiệu tiến sĩ Lê Hiệp Tuyển, phó hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn và giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế IPDC. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Hồ Sinh, phó hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Chương trình cũng hân hạnh được đón tiếp các thầy cô khác trong hội đồng quản trị, ban giám hiệu và lãnh đạo các khoa, các phòng ban của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Và xin cảm ơn sự hiện diện của quý thầy cô, quý phụ huynh cùng toàn thể các bạn sinh viên đang hiện diện tại hội trường ngày hôm nay. Tiếp nối sự thành công trước đó của chương trình Symphony số 2 năm 2011 và chương trình Symphony số 3 năm 2012, ITDC kết hợp với nhà trưởng Đỗ Kiên Cường tiếp tục mang đến chương trình Symphony số 4 năm 2013. Xin có đôi lời giới thiệu về nhà trưởng Đỗ Kiên Cường. Nhà trưởng Đỗ Kiên Cường đã tốt nghiệp thạc sĩ âm nhạc tại Nhạc viện thuộc trường Đại học Brooklyn, thành phố New York, Hoa Kỳ. Từ năm 2006, nhà trưởng Đỗ Kiên Cường bắt đầu tham gia chỉ huy dàn nhạc của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2007 và năm 2012, chỉ huy chương trình âm nhạc đương đại Việt Nam và quốc tế. Tháng 4 năm 2011, thành lập và chỉ huy dàn nhạc Thính phòng Sài Gòn. Từ năm 2008 đến nay, nhà trưởng Đỗ Kiên Cường còn tham gia giảng dạy tại Đại học Troy S.T. Dương Campus. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình là âm hùng ca Symphony số 3 do dàn nhạc của Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng biểu diễn. Sau đây, xin mời nghệ sĩ Lê Thanh Xuân, giám đốc công ty âm nhạc và nghệ thuật Sen Hồng sẽ dẫn chương trình giao hưởng Beethoven. Xin kính mời. Thay mặt đầu hưởng Beethoven, với lời cảm ơn đến tất cả quý vị có mặt trong buổi trưa hôm nay, và thay mặt nhà trưởng Đỗ Kiên Cường và nhà đạo lực của Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng rất cảm ơn tất cả quý vị đã đến lắng nghe thấm thoát, mà cũng đã gần hết năm rồi, tức là còn 10 ngày nữa để chúng ta đón năm mới dương lịch, và một tháng 10 ngày nữa là chúng ta đón năm mới âm lịch người Việt Nam chúng ta, tức là Tết cổ truyền. Và dự án giao hưởng Beethoven hôm nay cũng đi đến bước thứ tư, tức là giao hưởng thứ tư. Và trên sân khấu của Đại học Công nghệ Sài Gòn và trường Trung tâm Đào tạo Quốc tế đã vang lên âm nhạc của Beethoven một cách thuần khiết. Trước đó là giàn nhạc giao hưởng Nhạc viện, và sau đó nhạc trưởng Đỗ Kiên Cường đã thay đổi ý định là chuyển sang giàn nhạc cây bò của Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng, nhằm mục đích giới thiệu với quý vị âm sắc trên cái đàn cây bò và những nghệ sĩ trẻ, những tài năng trẻ của Trung tâm đào tạo hiện diện trước mặt quý vị, sẽ đem đến cho quý vị những âm thanh tuyệt vời. Lời của thiên tài âm nhạc người Áo, nhạc sĩ Wolfgang Amadeus Mozart, khi Beethoven đến đàn cho Mozart nghe thì Mozart có nói một câu, và câu nói này là câu nói bất hủ: một ngày nào đó cả thế giới phải lắng tai nghe cậu ấy. Ý nói rằng Beethoven là một thiên tài trong tương lai, và âm nhạc của ông sẽ mãi mãi vang lên và vang lên khắp nơi trên thế giới, và tất cả chúng ta sẽ được thụ hưởng cái sự thiên tài ấy thông qua bàn tay biểu diễn của tất cả các nghệ sĩ, các dàn nhạc trên thế giới, hoặc là những tác phẩm thông qua bàn tay của các em bé xinh xắn. Thật vậy, giao hưởng Beethoven của chúng ta còn 5 tác phẩm nữa, tức là Beethoven sáng tác 9 bản giao hưởng. Và tôi cũng mong muốn rằng là cái việc liên kết giữa trường Đại học Công nghệ Sài Gòn với Trung tâm Đào tạo Quốc tế, và sự gắn kết của dàn nhạc giao hưởng, bất kỳ dàn nhạc giao hưởng nào mà nhà tuyển đồ tin tưởng trọng, mong rằng dự án giao hưởng tiếp tục sẽ vang lên đến giao hưởng cuối cùng. Quý vị có đồng ý như thế không? Symphony số 4 của Beethoven, nhạc sĩ vĩ đại người Đức, ông sáng tác và giao hưởng số 4 của mình này vào mùa hè năm 1806.
khi ông mới 36 tuổi. Tác phẩm này được trình diễn lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1807 và đây là tác phẩm có tính chất âm nhạc vui tươi, nhẹ nhàng, sáng sủa của Beethoven. Tuy rằng ngay lúc bắt đầu bản giao hưởng âm nhạc vang lên như một sự bí ẩn đang hiển hiện, đang bao trùm không gian, có lẽ đó là một sự tìm kiếm, có lẽ chúng ta đang đi trong màn đêm trăng. Vâng, bất ngờ và thật bất ngờ không phải chỉ là những tia sáng mà là cả một vườn trời sáng thật mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng khi chủ đề một vang lên tốc độ nhanh vui cuốn hút, thể hiện tràn đầy trong thời gian của chương nhạc với cấu trúc sonata form. Sau đây kính mời quý vị cùng thưởng thức dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đỗ Kim Cường. Thank you.